Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành gói hỗ trợ lao động mất việc bị cắt giảm việc làm trong các doanh nghiệp hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Theo đó, người lao động đã bị giảm việc làm, ngừng việc, mất việc trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 và đáp ứng một số điều kiện theo quy định được hưởng hỗ trợ thì sẽ được nhận 1 đến 3 triệu đồng từ kinh phí công đoàn. Thời gian nhận hồ sơ của lao động cần hỗ trợ chậm nhất là ngày 31 tháng 3 và chi trả chậm nhất đến ngày 30 tháng 5. Mỗi người chỉ nhận tiền một lần và được mức cao nhất nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách cùng lúc. Thống kê đến cuối tháng 12 năm 2022, hơn 483.000 lao động bị giảm việc, giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng trong 1.240 doanh nghiệp tại 44 tỉnh thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. So với quy chế thi trước đây, thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu. Điều quy định hiện hành cho phép thay đổi đáng chú ý là dự thảo quy định thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến, bên cạnh việc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông, nơi học lớp 12. Ngoài ra, thí sinh không rời khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian tự luận, phải ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại của buổi thi. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2022 lần đầu vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2022, xuất khẩu cà phê đạt 1,78 triệu tấn, trị giá 4,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% về lượng và 32% về giá trị. Việc gia tăng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cà phê chế biến đã góp phần không nhỏ giúp xuất khẩu cà phê Việt Nam vượt mốc 4 tỷ đô. 11 tháng của năm 2022, xuất khẩu cà phê chế biến đạt 610 triệu đô la Mỹ, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022 bình quân đạt 2.282 đô la Mỹ một tấn, tức là tăng 11,6% so với năm 2021. Nhằm kịp thời quan tâm hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được về quê hương đón Tết Nguyên Đán 2023, người lao động đang làm việc tại các tỉnh phía Nam đã được về quê đón Tết trên hai chuyến bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về Thanh Hóa và Vinh. Đây là một trong hai chuyến bay do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng với hãng hàng không và doanh nghiệp thực hiện để dành tặng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến bay mang theo niềm vui hân hoan và hạnh phúc được trở về quê của 230 lao động người Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm nay chưa được đón Tết sum vầy cùng với người thân tại quê hương. Trên chuyến bay này, công nhân lao động không chỉ được hỗ trợ giá vé máy bay miễn phí mà còn được các nhà tài trợ chúc Tết, tặng áo, tặng quà lì xì. Được biết, 500 công nhân thuộc hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa trên hai chuyến bay đặc biệt này đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều người chưa từng có cơ hội sử dụng dịch vụ hàng không để di chuyển. Những chuyến bay miễn phí như ngày hôm nay đã trở thành những điểm sáng, những ngọn lửa giúp cho người lao động có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc cống hiến, mang đến những giá trị tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng 230 suất quà cho 230 công nhân lao động, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Trước sự chăm lo chu đáo tận tình của tổ chức công đoàn, công nhân lao động bày tỏ sự xúc động và biết ơn chân thành. Mới đây, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã diễn ra lễ bàn giao vật tư phòng chống dịch COVID-19 do Cục Quản lý Di dân Quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc trao tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Số vật tư phòng chống dịch COVID-19 bao gồm khẩu trang y tế, găng tay kiểm tra y tế, quần áo phòng hộ y tế, máy đo nhiệt kế hồng ngoại và cổng đo nhiệt độ hồng ngoại có tổng trị giá khoảng 3 tỷ Việt Nam đồng do Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc trao tặng đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức tiếp nhận. Việc trao tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 của Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam không chỉ là sự ủng hộ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện tình cảm đoàn kết, sự quan tâm, phối hợp giữa Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc đối với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, qua đó làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa quân và dân hai nước, góp phần hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa Đảng, Chính phủ hai nước trong tình hình mới. Tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã tuyên bố từ chức. Động thái trên diễn ra sau khi thông điệp đêm giao thừa của bà Lambrecht được đăng trên mạng xã hội, hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Bà Lambrecht, 57 tuổi, Bộ trưởng Quốc phòng Đức kể từ khi ông Olaf Scholz trở thành Thủ tướng nước này vào tháng 12 năm 2021. Thời gian qua, bà Lambrecht đã liên tục bị chỉ trích về cách thức bà xử lý các chương trình hiện đại hóa quân đội và vấn đề cung cấp vũ khí của Đức cho Ukraine. Một vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại bang California miền Tây của nước Mỹ đã xảy ra, khiến cho 6 người thiệt mạng, bao gồm một bà mẹ 17 tuổi và một em bé 6 tháng tuổi. Nhà chức trách xác định vụ tấn công này là có chủ đích và là một vụ thảm sát kinh hoàng, có liên quan đến các tổ chức băng đảng hay có thể liên quan đến các vấn đề ma túy. Lực lượng chức năng xác định có ít nhất là 2 nghi can liên quan đến vụ thảm sát hiện đang lẩn trốn. Cảnh sát đã có thông tin đáng tin cậy và hy vọng mong manh sự việc này dẫn đến là bắt. Hy vọng manh mối này sẽ dẫn đến việc bắt giữ các hung thủ.
Bộ trưởng Môi trường nước Anh thông báo lệnh cấm một loạt các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần, bao gồm cả đĩa và dao dĩa nhựa tại vùng Inland. Luật mới sẽ cấm các loại khay dùng một lần và một số loại cốc nhựa và hộp nhựa đựng đồ ăn. Lệnh cấm này sẽ được áp dụng từ tháng 10 năm 2023 để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị. Theo bộ trên, mỗi năm vùng Inland sử dụng khoảng 2,7 tỷ chiếc dao nĩa dùng một lần, hầu hết bằng nhựa, trong khi chỉ 1 phần 10 là loại có thể tái chế. Lệnh cấm mới này sẽ không loại trừ các sản phẩm đựng đồ ăn bán sẵn tại các siêu thị hiện nay. Hành động liên tiếp vi phạm lệnh cấm có thể bị kết tội và bị phạt. Hai công nhân đã thiệt mạng trong một cuộc bạo loạn ở nhà máy Niken thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc ở Indonesia. Cuộc xung đột xảy ra khi các công nhân bức xúc với việc thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn cho lao động của họ. Cảnh sát cho biết một số phương tiện của công ty đã bị đốt cháy và khoảng 100 phòng ký túc xá dành cho công nhân đã bị hư hại. Hiện cảnh sát đã giam giữ 71 người và nhà máy đã tạm ngừng hoạt động. Nhà máy này khai trương vào cuối năm 2021 với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ, công suất hàng năm đạt 1,8 triệu tấn. Thưa quý vị, người phát ngôn lực lượng miền Đông của Ukraine, ông Sergei Cherevati, ngày 13 tháng 1 cho biết tuyên bố của Nga về việc các lực lượng nước này đã giành toàn quyền kiểm soát thành phố Syria ở miền Đông Ukraine là không đúng sự thật. Theo ông, giao tranh đang diễn ra trong thành phố. Trước đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn Syria vào tối ngày 12 tháng 1 và đây là thắng lợi quan trọng đầu tiên của họ trong nhiều tháng qua. Theo bộ trên, việc giành được Syria đóng vai trò quan trọng để Nga tiếp tục hoạt động tấn công ở khu vực Donetsk, đồng thời cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho quân đội Ukraine ở Bakhmut. Và cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã hạ hơn 700 binh sĩ và phá hủy hơn 300 đơn vị vũ khí của Ukraine tại khu vực Syria chỉ trong vòng 3 ngày qua. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã làm tăng nhiệt độ bề mặt trên khắp hành tinh, dẫn đến mất ổn định khí quyển và khuếch đại các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão. Theo nghiên cứu được công bố, các đại dương trên thế giới, nơi đã hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do ô nhiễm carbon của nhân loại, tiếp tục chứng kiến nhiệt độ phá kỷ lục vào năm ngoái. Biến đổi khí hậu đã làm tăng nhiệt độ bề mặt trên khắp hành tinh, dẫn đến mất ổn định khí quyển và khuếch đại các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão. Các đại dương hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa từ khí thải nhà kính, che chắn bề mặt đất liền nhưng lại tạo ra những đợt nắng nóng kéo dài, khổng lồ trên biển, vốn đã có tác động tàn phá đối với đời sống dưới nước. Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ, Ý và New Zealand cho biết năm 2022 là năm nóng nhất từng được ghi nhận ở các đại dương trên thế giới. Thưa quý vị, do chất lượng không khí ngày càng kém, chính quyền Delhi, Ấn Độ đã quyết định áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với các phương tiện chạy bằng xăng BS3 và động cơ diesel BS4 ở thủ đô. Mức độ ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã trở nên nghiêm trọng, khiến chính quyền địa phương phải ra lệnh hạn chế nhiều phương tiện giao thông. Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương của Ấn Độ cho biết, chỉ số chất lượng không khí tổng thể đã tăng lên mức 444. Chất lượng không khí rất kém với các bụi mịn gây ô nhiễm nguy hiểm là PM2.5. Những hạt bụi mịn có thể đi sâu vào đường hô hấp, đến phổi và đi vào máu và PM10. Do chất lượng không khí ngày càng kém, chính quyền New Delhi đã quyết định áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với các phương tiện chạy bằng xăng BS3 và động cơ diesel BS4 ở thủ đô. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên hoạt động ngoài trời vào sáng sớm và sau khi mặt trời lặn. Bên cạnh đó, tránh làm việc nặng nhọc hoặc quá sức kéo dài. Ô nhiễm không khí tiếp tục nghiêm trọng ở New Delhi và trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng mùa đông. Sự suy giảm chất lượng không khí được cho là do tốc độ gió chậm và việc đốt rơm rạ tại các bang lân cận.